Như các bạn không biết và tôi cũng không biết, cho nghỉ mẹ một đi. Liên Quân có chế độ 3 với 3. Và đây là một cái chế độ mà tôi cực kỳ yêu thích. Vì khi vào cái chế độ này, chúng ta chỉ cần có 6 người mà team trận rất là nhanh. Thêm nữa là tôi có thể múa vị tướng mà tôi yêu thích, đó chính là Flotino. Không giỡn với các bạn thì Flotino thông thạo của tôi cũng đã được bật C. Và khả năng lượng bom của tôi là đã đạt tới cái trình độ lượng bom nào chết bom đấy. Quá ghê gớm. Và đây là Flotino. Như lẽ đã đi qua đoán tin tin. Không thể nào. Không thể nào mà cãi mà ghen mới. Trần tồn đến nay phù gia đi bên đầu đâu ai bá trong pha tài năng mất con đấy. Tuy tôi múa flow như thế đấy nhưng mà tôi rất là thích múa vị tướng này. Nhưng được cái là tôi chưa bao giờ thua vì đồng đội của tôi thắng. Các bạn đang nghĩ tôi chơi dở. Đúng vậy, tôi chơi dở thật. Nhưng đó là khi tôi ở vị trí Flotino thôi. Chứ còn Gen AD thì đây là con đường tủ của tôi, cứ phải gọi là cân tất. Thật ra thì tôi cũng chỉ chơi dở mỗi con Flotino thôi, chứ thật ra mấy con khác là auto tôi gọi là... Đó chỉ là khởi đầu thôi, chứ thật ra là... Mày! Thấy chưa? Mày! Thấy chưa? Mày! Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip, nhớ bấm like và subscribe cho channel của Yeo Yeo Gaming nha các bạn. Yeah.